Anh bố đá đi. Đâu, đây. Anh dùng tay đừng cho vào. Đang anh ơi. Ui, như con gì nó sợ anh nhà bác gì rồi. Ui, con gì nó sợ ấy. Anh Hùng ơi, dùng tòa đây mà nó cắn đấy anh Hùng ơi. Đúng rồi. Ê, nguy hiểm anh ấy. Ui, chờ. Có phải con cá sấu, cái gì ấy? Có phải con sao nó tiếng kêu nhỉ? Ui. Xấu rồi, cá sấu rồi. Sấu em ra đây. Ui, đầu cá sấu này. Ui. Con cá sấu em ra đây. Con này chết rồi mà, đổ bê tông rồi mà. Ui, chết rồi. Sao nó đội mồ nó sống lại em? Sao nó lại kêu nhỉ? Thôi, kinh lắm. Thôi Thao ơi, em cầm máy cho anh để anh đào con này đi. Ui ơi, Thao ơi, em làm gì? Cho mèo ăn á. Ui, ăn gì đấy? Ăn hạt à? Ui, anh bảo này, ở gần mẫu cá sấu có con gì nó cứ kêu từ nãy giờ ấy, anh thấy kinh lắm. Sấu á? Ừ, em chạy ra xem. Sợ ơi sợ, anh đang ra đấy anh chơi, tự nhiên thấy nó kêu mà mày. Có tự nhiên lại có cái vết này nó đào lên hay là cái gì này. Đây, em nghe này, thấy chưa? Đấy, em nghe có phải có tiếng gì không? Em nghe sát sát đấy à? Đúng không? Có tiếng gì ấy nhỉ? Đúng không? Đấy. Ôi ơi. Cái gì đấy? Anh không biết. Tự nhiên nó cứ ào ào từ nãy giờ. Mà nó lại nằm cạnh mỗi con cá sấu này. Mà chỗ đất này anh lại thấy như kiểu nó bị tung tóe đây này. Ui ôi. Hay Thao ơi. Có khi nào con cá sấu này nó sống dậy nó chui ra đây không nhỉ? Hay em đào lên cái xem không? Thì thôi em không đào đi. Ui. Hả? Đấy em nghe xem có phải không? À. Đúng không? Ui ui, sợ thế. Ui. Em phải đào cơ. Em thử đào nào. Em không đào đâu. Hay anh em vào gọi Toàn Ngơ đi. Thằng đấy nó bạo có khi nó đào đi. Kinh thế. Cẩn thận con gì nó cắn chết đi. Toàn ơi. Toàn ơi. Đây em ơi. Con Toàn ơi, ở gần mộ con cá sấu có cái tiếng con gì kinh lắm. Ừ, chạy ra xem nào. Đấy, em xem đi. Đây này, em nhìn cái chỗ này chưa? Đấy, em thử nghe sát tai đây, có tiếng con gì. Anh không biết, em nghe xem có tiếng con gì ấy, kinh lắm. Đấy chưa, đúng không? Khe khe à? Mà nó kêu từ nãy giờ cơ. Rắn á? Rắn. Ui bỏ mẹ chết rồi. Hay là hay rắn nó vào đây ăn thịt cá sấu nhỉ? Ăn thịt xác cá sấu nhỉ? Hay con gì nó đào lên nó ăn cá sấu rồi. Mày nghe lại nè, mày nghe kỹ xem phải không? Rồi. Đấy à. Ừ, đúng rồi. Nó có tiếng gì đó. Quay gì? Đâu thì anh đang quay, anh thấy hiện tượng lạ anh phải quay xem thế nào. Thao ơi, hay em cầm máy để anh ra anh thả con samoy ra nó anh hơi phát xem thế nào. Anh nghe nghe đi. Sợ chết. Ui, như con gì nó sợ anh em ơi. Ui, chết rồi. Ui, con gì nó sợ ấy. Anh Hùng ơi, dùng tòa đây mà nó cắn đấy anh Hùng ơi. Đúng rồi. Ui, ê, nguy hiểm anh ấy. Ui, chết rồi. Ui, Toàn ơi, con gì đấy Toàn ạ. Bây giờ kinh quá. Ui, Thao ơi. Em bảo nhất có khi em thử đào ra xem con rắn gì chứ không kinh lắm. Anh đứng xa ra nhé. Ui, rắn à, rắn gì mà nó kêu từ đấy giờ nó không ngừng ấy. Có cái gì anh Hùng ơi. Ui Toàn ơi, cái gì đây? Thế toàn thử mới nữa. Em thử gãy ra mà anh sợ lắm, còn rắn nó cắn chết đi. Ui ôi, nó kêu đây này anh ấy. Ừ đấy, nó con gấu tuyết nó vào nó còn sợ, nó chạy đi luôn này. Ui, cái gì đấy? Đâu cá sấu kìa. Đâu? Phải không? Ui ôi, để gạt ra thêm này. Có phải con cá sấu, cái gì ấy? Có phải con sao nó tiếng kêu nhỉ? Ui. Sấu rồi, chúng ta sấu rồi. Sấu cá sấu em ra đây. Ui đầu cá sấu này. Ui. Con cá sấu em ra đây. Con này chết rồi mà, đổ bê tông rồi mà. Ui chết rồi. Sao nó đội mồ nó sống lại em? Sao nó lại kêu nhỉ? Ui, kinh lắm. Thôi Thao ơi, em cầm máy cho anh để anh đào con này đi. Anh Hùng ơi. Để anh cho gấu tuyết ra nó cắn. Cắn lên Thao. Đây.
Ui, cái gì đấy? Giờ thấy cả mình nhỉ? Anh vớt lên nhá. Xem nhá. Có khi nào sau nó lại sống lại nhỉ? Đúng là con cá sấu này. Đúng rồi. Ui, à, mắt lại ui ui. Sao nó kêu ấy? Sao nó lại chui từ đây sang đây được? Nó mộ lại chết rồi mà. Xem nào. Ui ui, ui ui. Ui ui, đúng cái răng nó này. Sao nó kêu kiểu gì em ạ? Chết rồi. Ui ui. Có bọn máy cửa sau đi để anh xem nó là con gì đó, anh đào đi. Anh đi ra ngoài đi. Đấy, chúng mày cứ ngồi đằng sau lưng anh ấy. Ui chết rồi. Ui chết rồi, con gì? Ui cá sấu anh em ơi, cá sấu đứt đuôi. Cá sấu đứt đuôi rồi. Ui anh ạ, thao nó chạy mất chép anh ạ. Ui cá sấu, có cá sấu phải không Toàn? Bây giờ cái này đúng là anh Dương chắc cho đúng không? Tao cho đấy. Sao anh Dương chọn, anh Dương tôi đầu mua. Ôi đứt cả đuôi này. Ôi trời. Ôi con này cá sấu nhựa em ạ. Rồi. Ôi giời, thằng nào tao cho đấy. Tới gì đây? Tới gì đây? Xem thằng nào. Ui nhìn kinh nhở. Nó con là tao, toàn với ném người em ra. Chả sao anh thấy toàn mình sợ. Mình yêu sợ rồi. Rồi em nhìn lại ra ngay. Xem cái gì đây, không biết gì đấy. Anh em ạ, cuối cùng mình cũng đào được một cái hố này. Anh em có thể thấy một cái hố này ở cạnh một con cá sấu rồi nhá. Đây thực sự là cá sấu baby là đã chết rồi, đã được đổ bê tông luôn nhá, mộ chắc chắn luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ sử dụng cái con cá sấu giả này, mình sẽ để vào đây. Sau đó là mình chôn đất lại, mình bật cho nó kêu. Đấy, mình bật cho kêu. Đấy. Xong mình vào mình hô hoán anh em để cho ra anh em phản ứng xem là như nào, nó có sợ không. Đấy. Đấy. Anh em à, đấy. Anh em ơi, mình đã giấu cái con cá sấu giả vào đây rồi. Đấy, anh em có thể nghe tiếng nó kêu đây. Đấy, nghe cái này chắc là đội team của Dương AC Toàn với lại Thao là không biết là con gì đâu. Nên là chắc là có khi là sợ đấy. Đây, nó lại nằm ngay cạnh một cá sấu baby nhá. Tí nữa mình sẽ trả vào là cá sấu baby nó sống dậy, nó đội mồ, nó chui ra đây. Đấy, để xem anh em có ai dám vét cái này ra không nhá. Đấy, đến đoạn cuối mà không ai dám vét, mình sẽ vét ra, xong mình ném vào người ấy, xem anh em có sợ chạy tó lặn không. Đấy, anh em chờ màn tròn đặc sắc của mình nhá. Ôi, hoài, sợ chưa? Anh em ơi, đấy mình vừa chôn con cá sấu giả đây rồi, đấy, cạnh một cá sấu thật này, đấy. Bây giờ, để mình xem nào. Ui, hình như Thao nó đang cho chó mèo ăn này kia. Bây giờ ra mình sẽ cho Thao trước, mình gọi Thao ra đây để xem Thao phản ứng nào nha. Đấy, ok.